Thưa quý vị, được sự tín nhiệm của Liên đoàn bóng chuyền châu Á, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ đăng cai giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á năm 2023 tại Vĩnh Phúc trong tháng 4 này. Đây có thể được coi là cơ hội tốt để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cọ sát trước thềm SEA Games 32. Hôm nay thì buổi lễ giới thiệu giải đấu đã được diễn ra tại Hà Nội. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 với tên gọi là Sport Central One. Giải đấu có sự tham dự của 9 câu lạc bộ mạnh nhất của các quốc gia châu Á như Hisamitsu Springs của Nhật Bản hay Liaoning Đông Hua của Trung Quốc. Trường Đại học Đại Nam là nhà tài trợ chính của giải đấu năm nay. Đại học Đại Nam cũng mong muốn là có thể hỗ trợ cho đội tuyển mình có thể cùng cọ sát và nâng cao cái trình độ trước thềm SEA Games 32 sắp tới ở Campuchia. Giải sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4.